Nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường trong thời gian tới, ngành nông nghiệp Đà Nẵng đã lên phương án hỗ trợ khuyến khích người dân tái sản xuất trở lại, tập trung sản xuất các loại rau củ quả. Sau thời gian ai ở đâu thì ở đó, những ngày này gia đình ông Luận tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ đang khẩn trương làm đất, xuống giống các loại rau màu để sớm có sản phẩm cung cấp ra thị trường. Ông tập trung sản xuất rau ngắn ngày, nhất là các loại rau ăn lá. Dịch bệnh đã nới lỏng được. Thứ nhất, thứ hai là chợ cũng có nắng được vài ngày thì bà con tranh thủ ra lồm để kiếm rau cung cấp cho thị trường. Thứ hai nữa là thu nhập thêm cho gia đình. Sau khi Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động thì bà con nông dân tại các vùng chuyên canh sản xuất rau như La Hường, Túy Loan đã ra đồng khẩn trương khu vực các hoạt động sản xuất. Những cái cây thời gian mà thu hoạch đó là không thu được lắm, đã già đi. Nó hư hại là trừ chỉ ra cát thế ra bỏ thôi. Bây giờ là làm lại từ đầu thì trúng có mùa lụt. Mưa bão lụt và lội. Ở đây là vùng thấp lụt nữa, thành thử ra chúng tôi hiện tại bây giờ rất khó. Nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp trở lại, hợp tác xã trồng rau tại đây đã lên phương án hỗ trợ bà con các loại giống cây trồng, phân bón nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng thực phẩm cho thị trường trong thời gian tới. Hiện sản lượng các loại rau củ quả cung ứng cho thị trường tại hợp tác xã này đang nâng từ mức 2 tấn trong thời điểm giãn cách lên 3,5 đến 4 tấn một ngày. Thì đến nay cơ bản nói chung là có cái về các vật tư nông nghiệp đáp ứng đủ cho bà con nông dân sản xuất. Thì với cái tinh thần đó thì trên cứ qua quá trình lụt bão vừa qua thì đến nay bà con là tiếp tục tới sản xuất đó để đáp ứng được cái nhu cầu cung cấp rau cho thị trường, cho khách hàng hiện nay. Ảnh hưởng của Covid-19 khiến việc cung ứng lương thực thực phẩm, nhất là rau xanh tại Đà Nẵng bị ảnh hưởng. Việc người nông dân tập trung các hoạt động sản xuất sẽ góp phần không nhỏ cho việc ổn định thị trường tại địa phương trong thời gian tới.